kìa. Nhảy đi tăng 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 nhảy đi bậy tăng 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 rồi quá trời trời ơi cái quân què dĩ dây ba thôi. Nhà thì hôm nay anh em mình sẽ làm còn một clip cho cả nhà mới đặt mua được con ngắn này cả nhà. Giờ thì còn cô em nó đi chạy với ha, cô Tường với cô Hậu đang chạy máy cả nhà. Nó xong mình gọng gắn lên mây dữ lắm, mình ấy sợ gắn lắm cả nhà. Đây, kẹp cái buông này cho nó nhảy lâm đa lên cái nhà. Rồi cái nhà cũng theo chân mình nghe ngoài còn giả bộ coi nó chạy. Trời. Ăn lắm rồi chết mày. Cá vậy không luôn rồi. Gắn kìa. Nhảy đi tăng 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 nhảy đi bậy tăng 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 rồi quá trời. Gắn đâu ông ơi, nó chơi đó kìa. Trời ơi, dân cho mình nhát gắn nó chạy dữ trời. Ủa gắn đâu, chạy dữ đi. Dạ đâu đây ta. Đâu ơi nó chạy. Gắn đâu hả? Nó đi đâu không mà sao chạy? Trời ơi cái quân què dĩ dây ba thôi. Dân mình cho gắn trời. Cái gà gì giữa ruộng rồi nữa nè. Trời quá rồi. Chạy qua tới Mỹ bên kia luôn rồi nha. Trời ơi, rồi chạy chợ gắn kìa. Xăm mình kìa. Rồi chạy. Mà thấy nó tội quá nè. Rồi con cu bền nó cầm nó gượt theo nó kìa. Đấy mặt hết trơn rồi kìa, xanh mặt mày hết trơn rồi. Anh nó gập ngược kia, giờ nó chạy mất tiêu luôn rồi cả nhà, nó sợ tái mặt chạy mất tiêu luôn rồi cả nhà. Thì video cho nên đây cũng kết thúc nha cả nhà. Cả nhà nhớ đăng ký kênh, ủng hộ, chia sẻ giùm anh em mình cả nhà. Tạm biệt cả nhà. Bye nhà.